Jady, don't put your lips on her face or on his face. Nó kỳ đâu, con có nhớ nó kỳ không? Yeah. Nó lucky ở nhà với chay. Lucky didn't scratch you. Nó lucky ở nhà với chay. No. Do not put your face by his hands. He could scratch you. We don't want that, okay? Không có được, không có được nghe chưa? Lucky chào con đó. Yeah, tell her exactly what I'm saying in Vietnamese. You like Lucky? Lỗ tai Lucky đâu, chỉ mẹ coi, lỗ tai đâu. You gotta touch him light and ears. Đúng rồi. Yeah, ears. Lucky có đeo bông tai không? Mm-hmm. Bấm cho Lucky cái bông tai. Don't touch his hands, okay? Toes. His toes, yeah. Toes, đúng rồi. Don't touch his toes. No. Cho mẹ coi head, shoulder, knees and toes, okay? Where's your head, shoulders, knees and toes? Let's see. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Té. Yeah. Head, shoulder. Trời ơi, con té, trời ơi. Đi lại ba đi. Be careful. Hey, no, don't hit him with your foot. He'll run away from you. Hả? You want him to stay here? You gotta pat him nicely. Con phải chơi Lucky đàng hoàng. Lucky mới chơi con, nhưng chơi kiểu lạ. Phải chờ chơi. You're gonna be nice. There you go. Just like that. And he'll stay. But if you do anything else, he'll run away. Đó, ba nói là làm nhẹ nhẹ thôi đó, chứ còn làm mạnh quá là Lucky chạy là Lucky không có chơi với con. Yeah, one kiss is okay, but not five kisses. Đúng rồi, hôn gió thôi chứ đừng hôn chạm chi. Can you count? No, no more. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4. 5. Rồi, đếm 1, 2, 3, 5 nữa chứ còn 4 số 4 được đâu rồi. 6, 7, 8. Rồi, đếm chân mẹ coi, đếm chân mẹ coi. Chay, patty cake với ba đi. Patty cake. Ready? Chơi với ba nè. Yeah, be nice. Chơi cho bác Lucky coi nè, Lucky đâu biết chơi patty cake đâu. Don't touch Lucky's face. Chơi cho Lucky coi. Look. Chơi patty cake cho Lucky coi. Okay, you want a patty cake, me? Patty, ready? Lucky. No, let Lucky sit right there. Patty cake. Patty cake. Bake. Hey, look at me. Nhìn ba kìa. Look at me in my face. Hey, when we patty cake, we gotta look at each other. Ai làm gì con? Bác sĩ làm gì con? Bác sĩ làm gì chay? Làm tay chay đâu? Đây chỗ coi rồi. Trời đất ơi. Bác sĩ chích ra đâu nữa? Chích ra dưới đùi sao? Chích chỗ đùi sao? Bác sĩ này kỳ ghê. Ốp đi. Đi ốp đi bác sĩ. Đây. Vậy tự nhiên kêu Út. Hả? Út đi về rồi con. Con nói Út ơi đau hả? Mét Út nha. Nha. Để mẹ mét Út. Mẹ chút mày gọi điện mày nói cái bà bác sĩ này phải vô duyên ghê luôn cái bà đi. Mệt mà thiệt nha. Con mét Út đi, con mét Út đi. Nè nói đi, nó Út ơi. Mà không mét vậy à, không mét kiểu này hả? Đây mẹ chở đi Út đây, ngồi im nó đừng nhúc nhích. Đi qua bánh làm gì bánh? Đi Út làm gì? Đi Út bắt con ghi. Đi Út bắt con ghê hả? Rồi. Gì? Bác sĩ thuốc rồi. Bác sĩ chích thuốc rồi hả? Con chích cho em coi. Cái đó là cho em uống thuốc. Nãy bác sĩ chích cái đùi sao? Con chích cái đùi em coi. Chích chú cái đùi em coi. Đó. Đó, em đâu có khóc đâu. Em khóc không? Ừ. Nãy chị có khóc không? Ừ.
Hồi nãy bác sĩ mũi luôn hả? Hồi nãy bác sĩ lấy máu của con ở đâu đâu con chỉ mẹ coi. Thấy. Nào, hồi nãy bác sĩ lấy máu ở đâu? Máu. Thấy. Hồi nãy bác sĩ lấy máu ở chỗ nào của chay đâu? Bác sĩ chích máu ra ở chỗ nào? Đưa cho cô chú coi coi bác sĩ chích máu ở chỗ nào đâu? Chích máu chân á hả? Ngón tay nào đâu? Ngón tay nào của chay đau đâu chỉ mẹ coi, ngón tay nào? Chay quên rồi. Nó đang khám bệnh cho Mickey Mouse đó cô chú. Mickey Mouse này để đi cái tiệm Disney ở bên Florida mua nè cô chú. Rồi em heo đâu? Lấy em heo cho cô chú coi em heo đâu. Em xong rồi hả? Thấy tay xong rồi. Rồi em đâu có khóc đâu, thấy chưa? Em chổi ghê chưa? Mong mốt con đừng có khóc nha. Em heo đâu, làm em heo đi rồi giờ tới khám bệnh cho em heo đi. Heo. Heo kìa, heo đằng sau con kìa, khám bệnh cho em heo đi. Nhà không biết bao nhiêu em cho nói luôn á. Ok. Vô. Dạ ba rồi. Hả? Chị bị đau rồi. Bệnh đau rồi hả? Nè đâu? Cái gì thanh kiều mẹ? Tự nhiên cái thanh kiều mẹ. Thanh kiều mẹ vô gì? Thanh kiều mẹ nó mua cho con em heo hả? Trời ơi thương má. Con có thương em heo không? Thương heo. Thương con thương Mickey Mouse không? Mũi. Mũi đúng rồi. Mũi sét rồi. Biết rồi nhưng mà bây giờ em heo này có mấy con mắt nè. Em heo này có mấy con mắt? Em heo này có mấy con mắt? Mấy con mắt. Mickey Mouse có xì đằng sau nữa nha. Đúng đúng vô chuẩn luôn á nha. Mickey Mouse. Heo mắt rồi. Heo mắt rồi hả? Heo mắt heo có đau không? Heo đau rồi. Đau rồi hả? Heo chích. Chích hả? Heo chích. Chích heo. Chích heo rồi. Chích heo đâu? Chích vô ba rồi. Chích vi heo. Rồi con nói nhỏ vô lỗ tai heo coi. Nói nhỏ vô lỗ tai heo đó em. Nói em đừng khóc nha. Ngồi xuống, đúng rồi, ngồi xuống. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Ừ. Chích vô. Rồi. Mà hồi nãy giờ con nói cho cô chú nghe coi, hồi nãy mẹ chở con đi đâu? Mũi. Hồi nãy mẹ chở chơi đi đâu ta? Chỗ Út. Không phải, hồi nãy mẹ chở đi đâu? Chỗ Út. Không, nãy mẹ chở chơi đi bác sĩ. Bác sĩ á. Út làm nghề gì? Bác sĩ nghề. Ừ, nhưng mà Út làm nghề gì? Hả, chị có biết Út làm nghề gì không ta? Bác sĩ. Cho hai em nằm kế nhau. Trời ơi, giờ đi khám bác sĩ rồi nè cô chú ơi. Không phải ba. Dạ. Dạ. Heo làm gì mà con bắt heo ở mặt chỗ tường? Heo ở chỗ tường. Nè. Mà heo làm cái gì hư? Mickey Mouse. Mickey Mouse mặt chỗ tường luôn hả? Ba. Trời ơi. Mà heo với Mickey Mouse đã làm cái gì mà con ép con bắt người ta ấp mặt vô tường? Nói mẹ nghe coi. Có chay ấp mặt vô tường. Cái gì? Hư nè. Hư nè hả? Hư quýnh đó hả? Vô nè. Gì? Hư sao? Mà heo làm gì hư? Con nói mày nghe lý do coi. Heo hư rồi. Heo hư rồi mà hư vụ gì? Heo dơ. Dơ. Ngồi im hả? À. Mấy chị ma không có bị ướt mặt vô tường, chỉ có heo thôi hả? Heo hư dữ ta. Heo à. Heo. Có heo. Có
Oh, trời trời trời. Nhưng bằng yêu thương. Nghe lời chị. Chị. Trời ơi trời. Heo đâu nói tiếng nào đâu, làm gì ngồi la heo dữ vậy. Heo sợ con, heo không dám ấu một tiếng luôn. Heo sợ chứ. Đi tới đi lui làm dữ lắm. Heo có sợ chị chưa? Heo xin lỗi chưa? Heo xin lỗi rồi hả? Hung heo một cái, hung heo một cái. Thôi heo đừng. Bây giờ hấp mặt vô tường nữa hả? Trời ơi, mới hung sẽ hấp mặt vô tường rồi. Mấy chị mau có hư không? Trời ơi, trời. Nó im đó rồi. Im à. Ừ, nói heo đi, lại xin lỗi chị đi. Xin lỗi chị nhớ chứ. Rồi xin lỗi chị đi heo ơi. Chị ơi, chị ơi. Trời ơi. Trời ơi, hư quýnh vậy. Thôi tôi mệt bà quá bà cháy ơi. Bà xạo vừa thôi. Đó, đó, ai gõ cửa? Trời ơi, ai gõ cửa mà nó đi trốn rồi chú ơi. Đi ra coi gõ cửa, mở cửa, nói gì mẹ coi. Lại lên. Đó, có ai mượn con la sùm chi rồi người ta tới người ta gõ cửa. Con phải nói nhỏ nhỏ thôi chứ. Con mốt nói nhỏ thôi nghe chưa. Ai vậy trời. Ai vậy? Ai gõ cửa à? Ghê ghê ha ông già. Kìa, gõ cửa. Rồi con ra ngoài con mở cửa con lấy đồ vô đi. Đi. Ra, đi ra với mẹ mở cửa lấy đồ vô. Đồ chắc người ta gửi cho ba đó. Mở ra. Đó. Đó, wow. Quá trời đồ luôn. Ủa mẹ có order cái gì không chay? Ôi trời trời trời, giỏi ta. Đúng rồi. Giỏi. Này là đồ của ba chứ mẹ đâu có order gì đâu. Wow, giỏi quá. Còn cái thùng kia không biết ghen nổi không nha. Ôi cha. Hả? Xách vô không? Mẹ phụ chay nha. Ra. Nè. Cái nào mà con xách xong nổi con đẩy vô. Đẩy vô. Ôi da. Ôi trời ơi. Giỏi quá. Mẹ cảm ơn chay nha. Bởi vậy có con gái nhờ được rồi đó cô chú. Rồi bây giờ nó nhảy lên. Nó nhảy luôn rồi. Trời ơi. Mở con. Không, không mở được đồ này của ba. Con đẩy cái đồ lại đây nè chay. Đẩy lại đây. Đem thùng lại đây. Okay. Hay là bỏ trên bàn đi. Bỏ trên bàn đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Thank you much. Cái này lắm. Để em cái đó đây em đi. Cái này nè, đẩy sát vô góc. Chơi giờ chơi đi dọn dẹp nhà cửa cho mẹ đó cô chú. Rồi xếp dây, xếp giày, xếp dép lại đàng hoàng, ngay ngắn, sạch sẽ cho mẹ. Nó nghe nè, mẹ xếp rồi đó, con đừng có xếp nữa chơi à. Chơi à. Đó rồi, thôi xong. Xong luôn. Con phải để đôi nào ra đâu đó chứ. Rồi lên lau nhà cho mẹ đi, đừng có làm mấy công việc đó mẹ làm được rồi. Bây giờ con lau đi, lau nhà đi. Gì nữa? Cái gì vậy trời? Rồi lại lau nhà, đừng bài nữa chay ơi. Nè đây nè, ăn một phần này nè. Mô Phật ơi, lại quỳ lại Phật ơi. Quỳ lại bà Phật ơi. Không ai cất. À Mô Phật kìa, con lại quỳ lắm lại bà Phật đi. Quỳ xuống lại bà Phật lại lên. Cái gì? Thôi trời ơi, tự nhiên bây giờ lấy giày dép sắp trên bàn, thấy chưa? Bởi vậy hả? Ai nói ở nhà là tôi rảnh đâu trời.
rảnh lắm. Rồi quỳ xuống mô Phật đi, lẹ lên. Quỳ xuống mô Phật. Quỳ xuống mô Phật cho mẹ, lẹ lên. Rồi giận kéo đó đi đâu nữa vậy? Trời đất ơi. Rồi làm gì? Lấy đó làm gì? Mô Phật hả? Lấy đó để mô Phật á hả? Lấy mô Phật. Làm gì cái đó nha? Lấy mô Phật. Rồi trải ra. Ừ, trải ra ngồi xuống mô Phật đi. Gì? Cái thùng này tự nhiên đem lại đây làm chi đây? Rồi nằm xuống, nằm xuống, xuống mô Phật lại lên. Rồi con lại trước đi, mày lại sau, con lại đi. Cái gì? Thắp nhang hả? Thắp nhang. Trời ơi, khỏi. Lại không thôi, khỏi thắp nhang. Ông nghe chàng. Ông nghe chàng. Cái gì? Nghe chàng. Không, không, không thắp nhang. Tối mẹ mới thắp nhang. Nghe chàng. Còn bây giờ con lại không thôi, khỏi thắp nhang. Mô Phật. Thì con mô Phật đi. Không. Nó mô Phật cho con mau lớn, cho con có sức khỏe. Lại đây mô Phật đi. Lại mô Phật. Đó, 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 đó. Con đem con cất mấy cái thùng giùm cho mẹ đó. Bây giờ nó bày ra nhà đó, cô chú thấy nữa chưa?